Vào đầu thế kỷ 21, trong suy nghĩ của những năm 1980, nơi loài người đã đạt đến trình độ khoa học cấp vũ trụ nhưng vẫn dùng màn hình lồi và không ai có điện thoại di động. Loài Weebu đã xâm chiếm nước Mỹ, còn người Mỹ thì đã tiến vào không gian, tạo ra các thuộc địa ngoài trái đất. Đi đầu lĩnh vực công nghệ là tập đoàn Tyrell. Họ đã tạo ra các robot sinh học có vòng đời 4 năm để thay thế người da màu làm việc trên các đồn điền sao hỏa, gọi là các Doraemon. Con Jun xéo lắm cũng phải quằn quại, làm việc trên cánh đồng bông lâu ngày cũng phải khởi nghĩa. Các Doraemon lập nên phong trào Dore Lives Matter, khiến họ bị ban khỏi trái đất, và một lực lượng cảnh sát đặc biệt được thành lập với nhiệm vụ tắt điện cho các Doraemon, được gọi là Blade Runner. Hình ảnh đoạn này lấy từ phim ngắn Blackout 2022. Do đạo diễn quá lười nên phim gốc chỉ bắt đầu bằng một đoạn text như này: Los Angeles, tháng 11 năm 2019. Sau một vụ đột kích thất bại của các Doraemon vào trụ sở của tập đoàn Tyrell, một Blade Runner mà bạn không cần nhớ tên, Holden, được cử tới điều tra các nhân viên mới của tập đoàn bằng cách sử dụng những câu hỏi mang tính TikTok để trigger các Doraemon, vì họ được xem là không có cảm xúc như con người. Thí sinh tiếp theo là Leon. Giả sử nhé, anh đang đi một mình trên sa mạc. Sa mạc nào? Nào chả được. Giả sử đó mà. Sao tôi đến được đấy? Ai biết. Anh đang đi trên một cái sa mạc thì thấy một con rùa bò về phía mình. Rùa là gì? Anh biết ba ba không? Biết. Là một. Tôi chưa bao giờ thấy rùa. Nhưng I know what you mean. Anh lật con rùa lại. Giờ mặc kệ nó ở đấy. Tôi không phân biệt chủng tộc. Tôi bảo là anh mặc kệ con rùa. Tại sao hả Leon? Bình tĩnh đi bro. Câu hỏi đó mà. Tiếp nhá. Mẹ anh có khỏe không? Mẹ tôi á. Mẹ anh ấy. Anh ơi, tôi bảo anh này. Bùm. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Bùm phát nữa. Trở lại với đường phố Los Angeles, Rick Deckard, một cựu Blade Runner, đang tập làm Naruto bằng cách ăn mì ramen thì bị thanh tra Origami bắt lại và đưa về sở cảnh sát Los Angeles để gặp Ryan, sếp cũ của anh. Đã lâu không gặp, ngồi xuống đi. Có 6 con Doraemon nhảy tàu về trái đất, mới hạ được có 2, còn 4 vẫn đang chạy rông. Nope. Oh no no. Sẽ chẳng ai biết chuyện này cả, vì việc của anh là đi tắt điện chúng nó. Méo phải việc của tôi. Không làm cảnh sát thì anh chỉ làm dân đen thôi nhỉ. Ông đang dọa tôi đấy à? Bạn à. Deckard được đưa thông tin về Leon, đã được xác nhận là Doraemon hệ bốc vác cùng đồng bọn Roy, Betty, Doraemon hệ chiến, thủ lĩnh nhóm nổi loạn Pris, Doraemon hệ thể dục dụng cụ, và Zora, Doraemon hệ con giáp thứ 13. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Deckard phải tới gặp Eldon Tyrell, chủ tịch tập đoàn Tyrell, để chứng minh TikTok có tác dụng với các Doraemon thế hệ mới. Nhưng Tyrell muốn một kết quả âm tính, nên Deckard phải dùng nó với một cô thư ký Rachel xinh đẹp. Sau hàng giờ xàm xí lâu hơn bình thường, Deckard kết luận rằng Rachel là Doraemon, nhưng lại tưởng mình là con người. Tyrell giải thích rằng cô ta là một thí nghiệm mới, đã được cấy ký ức như một miếng đệm cảm xúc để dễ kiểm soát hơn. Và cũng vì slogan của tập đoàn, con người hơn cả con người. What the f- Sau đó, Deckard và sĩ quan Origami tới phòng khách sạn của Leon để điều tra. Trong khi Deckard tìm thấy một chiếc vẩy động vật trong bồn tắm và một tập ảnh được cất giữ kỹ càng, thì sĩ quan Origami lại tạo ra một kiệt tác. Ý chỉ chắc là Deck đã biết yêu rồi đó. Lúc này, Leon đã hội ngộ với thủ lĩnh Roy Betty để cùng xâm nhập vào một xưởng chế tạo mắt Doraemon trong căn phòng đông lạnh. Họ xé toạc chiếc áo giữ ấm của ông già người tàu, bắt ông phải khai ra cách tiếp cận Tyrell và moi được thông tin về J.F. Sebastian, kỹ sư di truyền học của tập đoàn. Bằng sự non tơ của mình, đã để Doraemon Pris dụ dỗ cho vào nhà, nơi anh sống một mình cùng những món đồ chơi mà anh gọi là bạn. 8 tiếng tan ca, Deckard vác cái thân xác mệt mỏi về nhà và bị Rachel dọa cho hú hồn. Dù ban đầu muốn tránh mặt nhưng vì Rachel đẹp nên Deckard vẫn cho cô vào nhà. Anh nghĩ tôi là Doraemon đúng không? Xem này, đây là ảnh tôi với mẹ tôi hồi nhỏ. Thế cô có nhớ trận tiebreak của Game với Fnatic không? Lúc Game đang có được lợi thế thì Optimus xoáy hụt rồi Game về nhà. Đấy, thấy không? Ký ức được cấy đấy. Thế giới này người ta không có chơi game. Thấy Rachel bật khóc, Deckard không kìm được thằng cu nên bèn rủ cô uống rượu. Nhưng Rachel lặng lẽ bỏ về. Deckard đánh uống một mình rồi chìm vào cơn mê. Anh phê thấy hình ảnh một con kỳ lân huyền bí như được truyền tí công lực. Anh bắt đầu soi ảnh của Leon và tìm được manh mối về Zora. Rồi lần theo manh mối từ chiếc vẩy rắn nhân tạo, Deckard tìm được quán bar nơi Zora đang làm việc. Không quên rủ Rachel ra làm ly trước khi vào việc, nhưng vẫn bị từ chối. Sau đó, Deckard tiếp cận Zora trong phòng thay đồ, nhưng bị lộ và để sổng một con Doraemon. Sau một hồi rượt nhau trên phố, Deckard thành công tắt điện Zora. Dù là một tay lão luyện, Deckard vẫn phải mua rượu để cho đỡ run. Sếp Ryan đến tận nơi để chúc mừng, đồng thời thông báo là anh có thêm KPI, chính là Rachel, hiện đã biến mất khỏi tập đoàn Tyrell. Chưa kịp định thần, Deckard đã thấy Rachel trong đám đông. Anh liền đuổi theo thì ngạc nhiên chưa? Mày biết bố mày là ai không? Búp, tao không. Thế thì chết đi đồ con lợn. Bằng. Rachel bất ngờ xuất hiện giải nguy cho Deckard. Deckard đưa Rachel về nhà, hứa sẽ không truy đuổi cô. Rachel hỏi Deckard đã dùng TikTok lên bản thân bao giờ chưa. Nhưng Deckard đã lăn ra ngủ sau một ngày mệt nhọc. Buồn chán, Rachel bèn xõa tóc tâm sự với cây đàn. Tình tích tịch tình tang, tiếng nhạc đánh thức Deckard. Và anh chứng minh đàn ông là một thực thể đơn giản. Lúc này,
Roy đã đến nhà Sebastian và nói với Brice rằng đội quân Doraemon chỉ còn lại họ. Sebastian nhanh chóng nhận ra Roy là Doraemon. Anh đồng cảm vì căn bệnh lão hóa nhanh khiến anh không thể sống thọ. Roy đã lợi dụng lòng thương của Sebastian và sự thân cận của anh với Tyrell để tiếp cận ông. Chào ông, người sinh ra tôi, anh muốn gì? Tuổi thọ, không thể được. Xài cỗ máy thời gian nhé. Không thể. Hay tủ điện thoại yêu cầu? Khờ, còn khăn trùm thời gian thì sao? Khum, bất lực với ngôn ngữ. Roy hôn tạm biệt người cha của mình, rồi bóp nát sọ của ông và truy đuổi Sebastian. Deckard được thông báo về cái chết của Sebastian, liền đến nhà anh để điều tra. Priest trà trộn trong đám đồ chơi của Sebastian, rồi bất ngờ tấn công Deckard bằng kỹ thuật thể dục dụng cụ thượng thừa. Thừa quá nhiều động tác nên bị bắn cho chập điện. Deckard thuận đà dập luôn cầu dao cho Priest. Đúng lúc Roy trở lại, thấy bạn gái bị sát hại tàn nhẫn, Roy hôn Priest lần cuối rồi đi tìm Deckard. Deckard tính sẵn để bắn nhưng Roy dễ dàng tránh được. Roy từ phía bên kia bờ tường tóm lấy tay Deckard, bẻ gãy hai ngón, rồi trả lại súng và bắt đầu chơi trốn tìm. Roy dùng thời gian đếm số để khóc thương Priest, trong khi Deckard đang cố tìm lối thoát ra khỏi tòa nhà. Khóc xong thì Roy thoát y vì áo anh đang mặc không phải là áo chùm cuối. Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của chùm cuối, một mẫu áo mới, áo mi. Cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của chùm cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường trời đang nắng gắt phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu, không mua lệ phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Lúc này thì cơ thể Doraemon của mình đã gần đi tới giới hạn, nhưng Roy vẫn muốn chơi trò mèo vườn chuột với Deckard. Deckard phá cửa sổ rồi trèo lên được nóc. Chưa kịp thở thì Roy đã tới. Deckard chới với nhảy qua tòa nhà kế bên nhưng không đến. Roy bật chat ô tính chửi gà, nhưng trên mái nhà chỉ bắt được con chim rồi nhảy qua một cách dễ dàng. Roy muốn Deckard trải nghiệm sống trong sợ hãi, giống như cuộc sống thường ngày của một nô lệ. Deckard kiệt sức rơi xuống, nhưng Roy bất ngờ tóm lấy rồi kéo Deckard lên. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Roy quyết định ngồi xuống bên cạnh Deckard để tâm sự tuổi hồng. Tuy rất hợp để làm một cái gì đó thiểu năng, nhưng vì đây là một đoạn độc thoại mang tính biểu tượng trong lịch sử điện ảnh Mỹ, nên tốt nhất là các bạn nên xem phim để cảm nhận. Đại khái là trong vòng đời ngắn ngủi của mình, Roy cũng đã có cho riêng mình những ký ức và cảm xúc, những thứ tạo nên một con người. Những ký ức của Roy và về Roy được gửi gắm và sẽ sống tiếp cùng Deckard bằng một cách đầy châm biếm. Roy đã chứng minh châm ngôn của tập đoàn Tyrell, con người hơn cả con người. Sau khi đến xác nhận Roy đã chết, sĩ quan Origami nhắc với Deckard rằng Rachel sẽ không thể sống mãi. Deckard vội vã trở về nhà, thấy Rachel vẫn còn sống, anh quyết định đưa cô đi trốn. Khi đưa Rachel ra thang máy, Deckard phát hiện một con kỳ lân giấy được sĩ quan Origami để lại. Tại sao ông ta lại tha cho Rachel? Tại sao ông ta lại biết về cơn phê của Deckard? Cùng với câu hỏi chưa được giải đáp của Rachel, khiến cho nghi vấn về việc liệu chính bản thân Deckard có phải là một Doraemon hay không vẫn còn âm ỉ cho tới 35 năm sau, khi phần phim tiếp theo Blade Runner 2049 được ra rạp. Và tôi quản quại, đừng quên sub kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.